Hoàng Mỹ An xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay khi mà đến tham dự buổi ra mắt một bộ phim rất rất là hoành tráng, và An cảm thấy rằng rất là tự hào khi mà An được nghe rằng là một bộ phim Việt Nam lần đầu tiên quay 100% tại Mỹ và được công chiếu ở rất nhiều nơi trên thế giới. An cảm thấy vô cùng hạnh phúc và rất là vui cho chị Mai Thu Huyền, bởi vì An với chị Mai Thu Huyền đã biết nhau hơn 10 năm rồi, và lần nào chị Mai Thu Huyền ra mắt một bộ phim mới thì An cũng ráng sắp xếp thời gian để đến ủng hộ chị, và xin chúc cho bộ phim Đóa Hoa Mong Manh sẽ ngày càng thành công. Và đặc biệt hơn nữa là bộ phim này An cũng nghe nói rằng là có rất nhiều những bài hát được lồng ghép vào, giống như là thể loại musical, là một thể loại mà An cảm thấy rất là hiếm hoi trong ngành điện ảnh Việt Nam nữa, nên là có rất là nhiều điểm đặc sắc về bộ phim này. An hy vọng mọi người sẽ đón nhận, yêu thương, mua vé thật nhiều, rủ bạn bè, người thân để xem bộ phim Đóa Hoa Mong Manh này nha. An xin chúc cho chị Mai Thu Huyền và bộ phim sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Sự cần đối, tôi sẵn sàng nghe đi. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em muốn được sống bên chị. Tôi không tiếc tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc thu nhận là được cái gì? Tất cả những gì các người gây ra chưa đủ hay sao? Đừng quay về tới đây nữa. Tôi nhắc ông đập cuối, ông đừng biến thành Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí và tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm, vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô ấy tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng với em. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình
Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương.